Đó. Trang trại mèo luôn. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Hôm nay anh em sẽ làm về món cầy tơ 7 món cho lên Còn men. đen. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em chế biến buổi chiều này. Cả nhá. Hôm nay anh em lại làm về món thịt cầy tơ 7 món. Em giờ đang anh bắt em đầu đang hun rơm đây. Anh em mùa rơm. Anh em hun bằng rơm luôn đây. Hay đầu bếp thêm đang phụ trách. Bên khói lửa. Này thui vàng lên. Anh em bắt đầu mới chế biến. Vị khán giả, hôm nay anh em sẽ chế biến về các món thịt chó và cầy tơ 7 món. Anh em đang bắt đầu làm món sơ chế món lòng đầu tiên. Đây, băm món nhân làm lòng rồi đấy. Anh em đã tờ đang lọc để chế biến ra các món của buổi chiều hôm nay. Bây giờ anh em đang băm cái nhân làm lòng dồi. Hôm nay anh em sẽ làm về món lòng dồi thịt chó. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em chế biến. Đây là món tiết anh em hãm để làm món lòng dồi đây. Đây băm cả da cả. Đây băm da cho nó ngon. Đấy. Còn đây đây là anh em đã lọc xong. Giờ anh em bắt đầu chế biến ra các món này. À, mình chiều nay làm những món gì đây? Dạ vẫn là món nướng chả nhá. Chả nướng này. Đấy, món lòng dồi nó còn thiếu à? Lòng dồi. Rượu mận và món thịt hấp. Ê, anh em cho cái này để làm thịt hấp nhé. Cái sụn này, bạn sụn, cái chuối đây, chó hợp với chuối rồi. Chuối hay mít? Ở hè ăn ăn bữa mít đầu mùa nhỉ? Làm quả mít về làm bữa đầu mùa cũng được. Mùa mít rồi. Giờ anh em bắt đầu thái món thịt nướng nhé. Anh em này thái món chả nướng này. Còn bên này anh em vẫn đang băm gia vị để chuẩn bị cho món lòng dồi đây. Đây giờ anh em bắt đầu thái cái gia vị nhá, đầu mơ để cho vào món lòng dồi của buổi chiều hôm nay. Xuống đây nó không cần gì đâu. Đây anh em bắt đầu cho lá mơ này, xong bắt đầu gia vị, còn có đậu răm,
xong là xả, ớt, mắm tôm và giấm, anh em cho vào, có cả mẻ nhé. Vâng. Đây là băm xương với cái xương sườn để cho vào nấu chả cầy nhé. Rượu mất cũng được mà chả cầy cũng được. Đấy, xương sườn này, à, cái xương sống này ăn mới ngon. Này lọc để lại nhiều thịt đấy. Quá nhiều thịt luôn. Đây đây đây. Đấy, đây đây, rượu, đây là rượu mặn, đây là nồi tí anh em nấu xương. Cái xương sống ở trong. Đây đây đây, hai cái xương để lại thôi. Thế thì thái hết này thôi. Đặt cái này bỏ. Thái gia vị đấy, để ướp. Vẫn nhiều chứ. Kia bát đây. Đây là gia vị nha. Cái này là riêng để làm gia vị ướp cái món thịt cầy tơ đây. Còn đây anh em đang ướp cái món xả nhé. Trong tủ có ớt không? Đấy. Ra vườn đi, chạy ra vườn nữa hả? Hả? Bây giờ anh em ướp cái món thịt chả nướng nha. Cái này còn xả, ớt, cũng riềng, mẻ, mắm tôm. Không. Đây giờ anh em ướp cái món chả nướng này, riềng. Anh em cho mẻ, mắm tôm, dầu rán. Đây món lòng, anh em cũng cho ít mắm tôm và mẻ. Bên này thì rượu mặn thì anh cũng, em cũng phải có mẻ và mắm tôm. Cái thịt chả nướng này phải có thêm cái dầu rán để anh em cho nó quyện gia vị nhé. Chưa thái ớt vào à? Xong là nó bỏ ăn, chả biết làm sao. Đây là 4 ngày sau là tiêm. Tiêm rồi đấy. Tiêm truyền. Đây anh em cho đỗ nhá. Cái này là lòng dồi phải có đỗ. Rồi luôn chưa? Mẻ, mắm tôm. Rồi giờ đảo lên là anh em rồi luôn đó. Mì chính cho rồi. Anh em đã đảo sẵn nha. Bây giờ anh em bắt đầu rồi cái món nhân lòng rồi đấy. Thế còn cái kia không? Thế à, hôm ấy có cháu nhìn thấy. Bây giờ anh em bắt đầu cái món chân cho linh xương nhỉ. Bây giờ anh em ướp cái món thịt chả nướng nha. Vừa ướp xong cái món thịt rượu mận rồi. Cái này rượu mận thì anh em cho xương nha, toàn xương thôi. Xương và ít thịt chân cẳng giò. Này anh em lọc ra này. Cái này món này phải có cả xương, có cả thịt vào ăn nó mới thơm. Ngậy. Và cái món này thì anh em đang ướp. Ướp xong anh em để ngấm hết gia vị. Rồi anh em bắt đầu xiên để nướng buổi chiều hôm nay nhé. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em. Đây ông cho cái món này vào ướp một ít vào cho nó đậm đà này. Cứ ngấm ngấm. Tí đun cho vào. Là đun vào cho bên trên. Ướp luôn vào đây này. Cho nó ngấm gia vị. Đấy. Cực ngon luôn. Giờ anh em bắt đầu rồi. Cái lòng rồi của buổi chiều hôm nay đây. Hôm nay anh em làm món cầy tơ 7 món này. Import hết rồi. Cái này là chú Tú Béo đang phụ trách nha. Cái này là dễ nhất. Bên kia đầu bếp thêm phụ trách các món. Cứ làm đi nó khắc hết. Không hết thì cho vào rồi rượu mận càng ngon càng thơm gì đâu. Con này bé nhưng mà lòng to đẹp nhỉ. Lòng dài. Lòng này vừa tầm ăn. Đẹp lắm. Chó ruồn gà còn nuôi. Như lòng chó. Đây anh em đang rồi nhá. Đây là đã hoàn bắt đầu hoàn thành. Này anh em cho vào nồi luộc để là xong của các món. Cái này anh em đã xào rồi nhé. Bây giờ là anh em ninh cái nồi canh xương này, xương cầy tơ nhé. Anh em cho vào nấu với canh chuối. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức nhé.
cảnh nhà nông các bạn. Đang băng bếp không nhỉ? Giờ anh em bắt đầu cho món lòng chó vào nhé, để anh em luộc nhé. Này cho nồi canh xương anh em luộc cái món lòng này luôn này. Cho món hai miếng thịt thì làm này. Anh em cho cả món thịt luộc. Anh em luộc một cái đùi và một cái ức xương sườn. Ức sụn. Cái này cho dưới. Này chẳng nhẽ vừa nãy quên là thái ra thêm tí nhỏ tí. Tí nhỏ miếng đấy lâu chín nhất. Thôi úp vào. Đây giờ anh em bắt đầu đốt than lửa để lấy than nướng thịt chả cầy của buổi chiều hôm nay. Anh em nay nướng ở ngoài cánh đồng, anh em nay sinh hoạt ngoài đây. Đây buổi chiều anh em nhé. Đang ươm đấy. Bây giờ anh em bắt đầu xiên cái món chả nướng này để anh em cho vào nướng của buổi chiều hôm nay. Đây nha, anh em đang làm món thịt xiên que. Xiên ra đã. Quay ra ra ngoài nó mỏng anh ạ, không mỏng như thế nào, quay kiểu kia non rồi. non nên nó giòn ra nó ngon rồi. Chế biến món chị Nhâm nướng. Tối hôm nay đỡ phải nấu cơm, ngồi với chị em đấy. Gọi đi không chị nấu cơm mất rồi. Giờ mới 5 giờ rồi. Bây giờ anh em bắt đầu vớt cái món lòng rồi và để cho lên tiến hành cho lên nướng cái thịt luộc, anh em vớt lên luôn nhé. Bà tắm chưa? Ngon lắm rồi đấy. Hấp à? Luộc. Thế xong lòng này tí nữa con nướng không anh? Có chứ. Tí lòng này nướng. Tí dầu nướng nhỉ? Đó nha, ụt nha. Hà giữ hai. Rồi phát ụt. Nó cũng chênh vênh cơ. Thì anh cứ thích nó chênh vênh thì nó cảm giác khác chứ. Thôi anh đừng có điêu đi. Đừng có mồm điêu đi. Được cái này cho chuối. Đây là anh em bắt đầu quấn cái món lòng rồi nhá. Để cho vào nướng đây. Cái này phải nướng qua cháy nó khét khét, ăn nó thơm bùi nghìn nghịt luôn. Này anh em, hôm nay không lấy được cây mầm tang, anh em quấn vào cây mai. Còn đây là món lòng luộc và món đoạn lòng luộc luộc một đoạn lòng luộc và món gan và món sụn
quả cái ức và món thịt mông vai để anh em cho làm món luộc nhá. Đấy. Này quá ngon luôn. Này thôi. Cái đấy thôi. Cái đấy tí nữa rút ra xiên cho một cái xiên xiên qua phát là cho đấy rác nướng như thịt nướng nhá. Bây giờ anh em đang nướng cái lòng dồi và món chả nướng nhá. Anh em đang giúp nhau làm. Anh bảo phồn thì có mà. Đây mình đang ăn thịt cẩy đây. Không, anh mà biết là phồn thì anh không biết phồn giống như thế. Anh không biết phồn. Không biết phồn sao biết nói phồn, anh không nhận. Lửa dầu nó rơi xuống, anh Hải tránh né đi. Không nó nổ đấy. Anh quét bên kia gà cho nó thấm thịt bên kia gà, quét nó đi. Bên đây có mấy trăm rồi, đây còn trăm này. Úi giời, cái này không biết. Không đủ. Còn tí nữa thì anh sang. Tí đổi tiền lẻ đi. Tí mất hút, không lấy tiền thì tí nó mất hút. Càng mềm. Lúc nào gần ăn thì quật. Ăn thì lại nướng lại phát nữa. Này để này nó. À bố ấy đội bọn anh mới phải. Cảm giác tay ẩm thực cũng được ấy. Cũng biết chế ẩm thực phết ấy. Em chưa thích thể hiện thôi. Hôm nay em đi camping với anh là nhạc viên nữa. Chế biến đồ ăn luôn. Đây giờ anh em ủ nướng này một lúc nữa là chín. Anh em bắt đầu cho lên mâm nhá. Hôm nay anh em cho vào làm mâm lên mẹt đấy. Tí nữa giải là chuối anh em cho lên. Giờ anh em bắt đầu om cái món rượu mận nhé. Buổi tối nay anh em làm về món cây tơ 7 món. Anh em sẽ cho ra mâm nha. Giải lá chuối. Đây ngoài này chú Tú đang phụ trách. Ngoài kia là anh em đang thịt chả nướng ngoài kia nha, đang om. Và món lòng. Tí nữa anh em đốt nướng qua một lúc nữa là được không? Cái món giả cầy này anh em sẽ om bằng bia và nước cốt dừa. Đây là nước quả dừa nhé, anh em tí sẽ cho vào sau. Đây là chưa bổ nhé, tí lấy nước rồi. Để cho vào cái nồi giả cầy này. Đây con này non, này anh em nấu sổ một lúc là được. Anh em sẽ cho lên mâm. Đây bắt đầu anh em bắt đầu cho những đồ đầu tiên ra mâm nhé. Rau thơm, dưa quả nhà trồng được nhé. Chú Tú ăn luôn nè. Ăn phải ăn quả cao nhá. Dưa nhà trồng được. Nên là dưa sạch luôn. Anh em bán trực tiếp cho người dân ăn tại vườn luôn nhé. Đây anh em này chiều nay bán tại vườn luôn ạ. Anh em làm được. Bây giờ anh em cho cái quả dừa tươi. Anh em cho vào om với thịt chó này thì nó ngậy, nó thơm, tạo độ giòn cho thịt cầy. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức đồ ăn cùng anh em. Đấy còn cái này là cái đỗ và cái nhân làm lòng thừa nhá. Anh em sẽ cho vào trong nồi rượu mận. Om này nó mới thơm. Đúng bài. Đấy,
thế là xong một nồi om rượu mận. Đây giờ anh em đầu thái cái món thịt luộc lên để cho lên mâm nhé. Đây là món thịt đây. Anh em bắt đầu cho đây. Cái này là lấy cái sốt, cái ức của con chó nhé. Này miếng thịt cực ngon luôn. Tí bác ơi, xử lý nó. Ta giữa mình. Đánh ra nào ông. Mẹ nó còn dầu bây giờ. Đi ra kia. Được, chín chín. Đây là anh em bạn làm xong cho luôn một cái rá cho vào cái nẹt này không để chiêu ở để chia ra luôn này. Đây là chị em tăng cường thêm món xúc xích nhá. Đây là bông hoa xúc xích. Dưới này là chị Tú đang bổ dưa. Còn đây chị em bắt đầu là các cháu đã đến nha. Đây giờ bắt đầu anh em thái cái món lòng rồi để cho lên mâm nhé. Đây là món lòng rồi, anh em đã nướng xong. Hơi nhiều, cho ra đi. Đều. Mẹ anh, em ăn xong tươi ông cô lấy cho cái. Em đi sang là 26 cái. Hả? Em đi sang là 26 cái. Sang 10 cái em 16 cái. Đây là anh em bắt đầu cho những đồ chín của buổi tối hôm nay lên mâm. Anh em làm bún mâm nhé. Hết dây chuột à? Con đó. Hả? Vườn còn rất nhiều anh. Bổ thêm. Bổ lắm. Tí nữa thèm ra. Bắt đi nước nó đường ấy, mình chả để ý nó chạm bố nó đường. Đây là món thịt chả nướng nhá, anh em đã làm xong. Bây giờ anh em bắt đầu cho ra mâm. Tất cả các món này đã hoàn thành nhé. Bây giờ anh em đã cho đồ lên hết rồi nhá. Bây giờ các đồ của cây tơ đã xong. Anh em bắt đầu chuẩn bị để ngồi mâm nhá. Bây giờ còn cái món rượu mận và món mắm tôm nữa là xong. Và hoàn thành tất cả các mâm đã lên mâm nhé. Cái này cho nguyên chị con à mà. Vâng. Xin mời toàn thể quý vị khán giả nhé. Buổi chiều hôm nay anh em làm về món cây tơ 7 món. Nhưng hôm nay anh em làm về cho lên mẹt. Thì anh em làm được có 4 món thôi. Anh em rút gọn này. Bỏ đi rồi anh em làm 4 món. Thì, đầu tiên là món rượu mận. Hai món chả nướng này. Đấy, chả nướng. Ba món luộc lòng và luộc và món thịt luộc nhá. Và anh em làm bún. Thì, trong này thì có cả bát canh chuối nhá. Này. Canh chuối này. Anh em này làm bún mâm. Xin mời toàn thể quý vị giả dùng bữa cùng anh em và toàn thể gia đình ạ. Xin mời toàn thể quý vị giả nhé. Bây giờ buổi tối anh em, buổi chiều nay anh em đã làm xong. Giờ cũng là dùng bữa cùng toàn thể anh em và gia đình nhé. Sắp mưa rồi này.
các em với cháu đây. Thôi, vào nhà đây. Ông ơi. Mời các cháu về đây nhá. Ông ơi, xin gà này. Đây là các món của buổi chiều nay anh em làm nhá. Đầu tiên là món rượu mận này. Rượu mận anh em nấu xương với thịt. Và đây là món chả nướng. Món lòng nướng này. Và món thịt hấp. À, giờ cũng anh em bắt đầu thẩm này. Đúng rồi, anh em dùng rồi. Bên đấy cho cao vào đấy đi. Bạn đây. Tôi làm miếng cho bạn trước nhé. Không khánh quay đây. Đây bạn đây xuống này. Mà cháu là vừa mà. Đấy cậu thay có thanh quay hẳn vào đấy. 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 Được con à. Thì chẳng hướng anh em quấn với cái lá mơ này nhá. Chấm phải chấm mắm tôm sâu. Nó đi đón chị nó bây giờ làm gì đã về đây được. Có trẻ con không ăn à? Ngon đấy. Cứ quê quán mình là thế. Ăn được năm mà. Ăn được năm à. Đây đây bên này ăn được năm mà. Thả đi em ơi. Cứ tú này thế nào ấy nhỉ? Kiêng à? Cứ ôm cái can rượu đây uống thì không uống. Có đi nhưng mà để bơm ấy. Đấy. Đâu ở đây còn đồ ăn thì mang về lấy lợi thích quá. Vài mai chú ạ. Nếu mà hỏi là phải con chó hay đang lên Facebook không? Ừ, dùng thôi. Sau này là đây phải tự uống đi. Này là mật của chị em phụ nữ nha. Em tự giới thiệu đây là đồng cạn. Là uống đâu lỏi cạn lên đấy. Phải không anh? Vừa đồng cạn vừa đồng tháo. Đây là đây đồng chúng nữa. Nói thật là như này này không muốn nhanh lên em vừa sang thời tiết là nó bảo khoảng tầm 9 giờ là mưa. Chả mưa rào mà. Người yêu ơi. Ra nhiều không đọc. Bây giờ có ông men. Xin phép quý vị khán giả nhé. Hôm nay em xin phép tạm dừng video đây. Hãy quý vị khán giả những tập tiếp theo của anh em trong kênh. Hãy vào kênh ẩm thực Tuyên Quang. Hãy đăng ký và ủng hộ anh em ạ. Tú ơi. Đấy đây là mâm bên kia là mâm của chị em nhá. Đấy. Ở chén đâu chào phải nâng chén.